Kể từ khi trận chiến Pompeii, Crixus cuối cùng đã trở lại và ngang hàng với Spartacus trên đấu trường. Giờ đây, Crixus chiến đấu không chỉ vì danh dự mà còn vì người phụ nữ anh yêu. Anh đặt mục tiêu dành đủ số tiền thưởng để mua tự do cho cả bản thân và người mình yêu. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc thân mật của họ, họ hoàn toàn không biết rằng mối tình của họ đang bị Asu theo dõi chặt chẽ. Và đây là khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng của họ. Asu của ngày hôm nay không còn là nô lệ như trước nữa, kể từ khi đóng góp đáng kể của anh ấy trong sự kiện vừa qua. Batiatus đã phát hành gỡ bỏ khỏi chế độ nô lệ và bổ nhiệm anh ta làm quản lý trưởng nội vụ chính. Batiatus cũng tuyên bố rằng Asu có thể chọn bất kỳ nữ nô lệ nào trong dinh thự để làm con mái của mình. Asu rất hãnh diện và nô lệ mà anh ta chọn là Navia, người mà Crixus đã yêu. Anh ta làm điều này để trả thù cho việc Crixus làm gãy chân anh ta. Vào ngày hôm sau, Crixus vẫn còn đang trong bóng tối tìm thấy Spartacus. Anh háo hức mong đợi một trận đấu sinh tử với Spartacus để giành lại danh hiệu vô địch mà anh tin là xứng đáng của mình. Tuy nhiên, Spartacus không còn quan tâm đến vinh quang của đấu trường nữa. Đối với anh, vinh quang đó chẳng là gì ngoài việc mạo hiểm mạng sống của mình để làm trò giải trí cho người La Mã. Giờ đây, mong muốn duy nhất của Spartacus là tìm cơ hội để giết Batiatus và trả thù cho người vợ đã khuất của mình. Sau vụ giết Aulus, Mira đã đoán được ý định giết Batiatus của Spartacus, nhưng Mira vẫn giữ bí mật cho anh. Vì mối quan hệ lâu và dài với Spartacus đã khiến cô yêu anh ấy, Mira cố gắng ngăn Spartacus, giải thích rằng luật La Mã quy định rằng nếu một nô lệ giết chủ nhân của họ, thì tất cả nô lệ phải được chôn sống cùng với ông ta, có nghĩa là nếu Batiatus chết, thì tất cả nô lệ trong dinh thự sẽ bị xử tử. Tuy nhiên, Spartacus, mù quáng vì hận thù, từ chối nghe theo lời khuyên của Mira. Chẳng lâu sau, cơ hội trả thù cuối cùng cũng đến. Vào ngày hôm đó, Batiatus triệu tập Spartacus. Theo lời nói của ông ta, rõ ràng là Batiatus đang bận tiếp đãi tướng Glaber vì ông chưa bao giờ từ bỏ tham vọng chính trị gia của mình. Đặc biệt là kể từ khi quyết định cái chết của Calavius, ông quay sang thân thiện với tướng Glaber để thăng tiến sự nghiệp chính trị của mình. Vì nghĩ đến mối thù địch giữa Spartacus và Glaber, Batiatus đã triệu tập Spartacus sớm hơn để đảm bảo anh ta cư xử đúng mực và không phá vỡ nguyện vọng chính trị của mình. Bề ngoài Spartacus đồng ý, nhưng bên trong thâm tâm, anh đang tìm cơ hội để giết Batiatus. Vào lúc đó, Spartacus để ý đến một con dao gọt hoa quả trên bàn. Ngay khi anh chuẩn bị hành động, thì bất ngờ nhìn thấy một nô lệ mới được Batiatus mua lại. Không ai khác chính là Aurelia, vợ của Varro, chính là người vợ của huynh đệ của Spartacus. Sau một lúc suy nghĩ, Spartacus rút tay lại. Anh có thể coi thường mạng sống của những nô lệ khác, nhưng anh ta không thể bỏ qua mong muốn cuối cùng của Varro là bảo vệ gia đình mình. Cô ấy đang làm gì ở đây? Sau vụ ám sát thất bại, Spartacus bí mật gặp Aurelia, thúc giục cô rời khỏi dinh thự. Nhưng Aurelia vẫn tin rằng Spartacus phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái chết của Varro. Cô từ chối nghe theo kẻ thù của mình, không còn lựa chọn nào khác. Spartacus bắt đầu tìm cách khác để giết Batiatus. Đồng thời, Crixus cảm thấy Navia đã trở nên lạnh lùng hơn với anh ta. Nắm bắt cơ hội, Crixus hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Dưới áp lực, Navia rơi nước mắt nói với Crixus rằng cô ấy đã được chủ nô trao cho một người đàn ông khác. Crixus bị sốc và khẩn cấp hỏi tên của người đó, nhưng Navia không tiết lộ cho anh vì họ là nô lệ và không thể thay đổi bất cứ điều gì. Lucretia triệu tập Crixus để xin ăn vài con nòng nọc để thả vào cơ thể. Tuy nhiên, ngay sau đó cô chợt nhận ra rằng dường như có một sự sống nhỏ bé đang khuấy động trong bụng mình. Vào buổi tối hôm đó, khi Batiatus trở về, con vợ chia sẻ tin vui về việc cô mang thai với ổng. Batiatus rất vui mừng khôn xiết vì tin vui liên tục đến. Vào ngày hôm sau, tướng Glaber đến thăm dinh thự. Khi thấy Glaber, Batiatus ngay lập tức đề xuất hy vọng đảm nhận một vai trò chính trị nhỏ, thậm chí thấp nhất cũng được. Ông tự coi mình là một tài năng xuất sắc vì đã huấn luyện nhiều tù nhân và tội phạm khác nhau thành các đấu sĩ xuất sắc. Ông tin rằng quản lý các vấn đề dân sự sẽ không có vấn đề gì với ông. Việc nhắc đến Spartacus khiến Glaber nhớ lại những mối hận thù trong quá khứ của họ. Do đó, Glaber ra lệnh cho Batiatus đưa tất cả các đấu sĩ ra ngoài và công khai hạ nhục Spartacus trước mặt mọi người. Spartacus ghi nhớ những lời chỉ dẫn trước đó của Batiatus, tránh xung đột trực tiếp với Glaber, nhưng Glaber không có ý định để mọi việc trôi qua dễ dàng. Anh ta sắp xếp để Spartacus được trang bị một thanh kiếm gỗ, đấu tay đôi với những người lính cầm kiếm sắt và mặc áo giáp, nắm lấy cơ hội để giết Spartacus một lần và mãi mãi. Batiatus muốn chứng tỏ khả năng quản lý hiệu quả của mình trước Glaber nên không can thiệp. Thật bất ngờ, Spartacus khi nhìn thấy kẻ thù của mình chiến đấu với lòng dũng cảm phi thường. Dưới các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của 7 người lính, Spartacus khéo léo né tránh mọi cuộc tấn công và đánh bại tất cả các đối thủ bằng những cú đấm thần trưởng. Điều này khiến Glaber mất mặt. Không ngờ tù nhân của mình lại được Batiatus huấn luyện khốc liệt đến vậy. Glaber, giống như Calavius, luôn coi thường xuất thân và gia đình của Batiatus. Để khiến Batiatus lùi bước,
Glaber ngay lập tức đề xuất rằng anh sẽ thăng tiến ông nếu Spartacus quỳ xuống trước mình. Batiatus vội vàng thúc giục Spartacus làm như vậy nhưng Spartacus vẫn thờ ơ. Cho đến khi Spartacus nhìn thấy Aurelia, để bảo vệ của cô ấy, anh miễn cưỡng quỳ xuống và cúi đầu. Hành động của Spartacus chắc chắn chứng tỏ khả năng quản lý của Batiatus. Trong khi Glaber đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, thì Asu đứng gần đó, cố tình làm những cử chỉ thân mật với Navia. Mục đích của anh ta là chọc giận Crixus và công khai mối quan hệ giữa mình và Navia. Crixus có đầu óc đơn giản. Khi nhìn thấy điều này, anh ta tức giận lao đến để đánh Asu. Hành động điên cuồng của Crixus khiến Batiatus bối rối. Asu giả vờ vô tội nói rằng, tao đéo hiểu tại sao Crixus lại tức giận tao. Tao chỉ đang thân mật với con má của mình. Khi nghe thấy điều này, Lucia Isia này cuối cùng nhận ra sự thật. Nhận ra bị con sò nô lệ này úp lên đầu bao nhiêu ngày tháng qua, Lucia Isia đánh Navia không chợt phát nào. Trong khi đó, Crixus đang ở trong sự mất kiểm soát mang đến cho Glaber một lý do hoàn hảo để từ chối Batiatus. Glaber ngay lập tức chế nhạo ông ta, nói rằng ông ta thậm chí không thể kiểm soát nô lệ của chính mình chứ đừng nói đến việc xử lý các vấn đề chính trị khác. Sau khi nói xong, Glaber chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, vợ chồng Batiatus không cần phải giả vờ nữa, trực tiếp yêu cầu Asu mang ra một chiếc hộp. Bên trong chiếc hộp là bàn tay của Lysinia bị giết bởi vợ của anh ta. Cặp vợ chồng Batiatus dự định sử dụng nó làm đòn bẩy để kiểm soát hoàn toàn Glaber. Biết mọi chuyện, tướng Glaber tát con vợ một phát ngã xuống sàn. Tình hình càng trở nên căng thẳng, nhưng đối với tướng Glaber thì ai làm người đó chịu. Anh bỏ con mái ở lại và ngoảy đuôi rời đi mà không nói lời nào. Con vợ được bỏ lại và trở thành công cụ để cặp đôi già kiểm soát. Đồng thời, Crixus bị trói vào một đăng và chịu sự trừng phạt tàn khốc. Khi chứng kiến kẻ thù của mình bị đánh không thương tiếc, Asu mỉm cười hài lòng. Khi đó, đôi mắt của Lucretia bộc lộ sự pha trộn giữa yêu và căm ghét. Batiatus thốt lên câu, thật là cảm động. Hóa ra Batiatus luôn biết về chuyện con vợ mình chuyên đi ngủ với Crixus, nhưng ông không đổ lỗi cho vợ mình quá nhiều, mà chỉ cảnh cáo cô ấy bằng lời nói và sau đó rồi rời đi. Trong khi đó Navia bất hạnh, mái tóc dài yêu quý của cô bị cắt ngắn. Cô sẽ bị đưa đến hầm mỏ vào ngày hôm sau để làm nô lệ suốt đời, làm công việc lao động chân tay bẩn thỉu và mệt mỏi nhất. Sau lời nói cuối cùng của hai người, Crixus cũng bị ném vào ngục tối. Lucia Isia, người tự cho rằng mình thông minh, giờ chỉ mới nhận ra rằng sự xảo quyệt của cô chỉ đơn thuần được tha thứ bởi thằng chồng già. Lucretia tràn ngập cảm giác tội lỗi và tự trách móc những cơn nứng của mình mà không nhịn được. Cô quyết định chấm dứt mối quan hệ với Crixus và tập trung toàn tâm toàn ý vào việc chăm sóc đứa trẻ trong bụng mình. Ngay sau những sự kiện này, Batiatus nhận được một tin vui. Kể từ khi nhận được sự hỗ trợ từ tướng Glaber, vận may của ông đã tăng vọt và ông sẽ đảm nhận vai trò nhân viên hành chính của Capua sau 2 ngày nữa. Oenomaus thông báo cho ông rằng sân tập bây giờ đã hoàn toàn khác. Trước khi rời đi, Glaber để lại một nhóm binh lính tại sân tập. Họ bắt nạt và thường xuyên đánh đập các đấu sĩ mà không có lý do, khiến cuộc sống của họ khốn khổ, không thể chịu đựng được nữa. Oenomaus báo cáo điều này với Batiatus với hy vọng có sự can thiệp nào đó, nhưng phản ứng của ông chỉ là khuyên anh nên tiếp tục kiên trì. Ông giờ không còn thời gian cho những vấn đề tầm thường như vậy và sẽ chuyển trọng tâm sang chính trị. Batiatus có kế hoạch trả tự do cho Oenomaus, bổ nhiệm anh ấy làm người quản lý mới của sân tập. Trong khi đó, để kỷ niệm vai trò sĩ quan hành chính của mình, Batiatus cũng đang lên kế hoạch tổ chức một lễ kỷ niệm để chiêu đãi các quý tộc của Capua. Con vợ ngay lập tức gợi ý rằng họ có thể sắp xếp một bữa tiệc mãn nhãn cho các quý tộc bằng cách để Spartacus và Crixus đối đầu trong một trận chiến sinh tử. Động thái của con vợ thực ra là để cho chồng thấy quyết tâm chấm dứt hoàn toàn quá khứ ô nhục của mình. Tuy nhiên, Crixus vẫn còn khả năng chiến đấu ngang bằng với Spartacus. Để đảm bảo rằng Spartacus chắc chắn thắng, con vợ sẽ gợi ý sử dụng một phương pháp đặc biệt để làm cho Crixus biến mất không dấu vết. Ngay trong đêm đó, Batiatus triệu tập Asu, người quản lý chính về nội vụ và hướng dẫn anh ta bí mật bằng một loại thuốc cực mạnh để đầu độc thức ăn của Crixus. Điều này sẽ đảm bảo cho Crixus thất bại trong trận chiến, đồng thời khiến các quý tộc không chú ý đến bất kỳ trò chơi phạm lỗi nào. Kế hoạch có vẻ hoàn hảo, nhưng điều mà Batiatus không biết là Spartacus hiện đang huy động các đấu sĩ tham gia chiến dịch bẻ khóa của mình. Spartacus từ lâu đã ấp ủ ý định giết Batiatus để trả thù cho vợ mình, và việc những người lính vô cớ đánh đập các đấu sĩ đã cho anh một cơ hội. Tuy nhiên, vì thời gian của Spartacus ở sân tập ngắn và tầm ảnh hưởng của anh còn bị hạn chế, nên dù hiện tại là nhà vô địch nhưng nhiều người vẫn ngưỡng mộ Crixus và tìm đến anh ta cho vị trí lãnh đạo. Hiện tại, số người mà Spartacus có thể tổ chức là chưa đủ, chỉ có Agron luôn ủng hộ các quyết định của anh ấy. Agron chỉ ra rằng Crixus là nhân tố then chốt. Với Crixus và những người theo anh ta, cơ hội thành công sẽ lớn hơn nhiều, nhưng Crixus bị nhốt trong ngục tối, những người khác thậm chí còn khó gặp anh ta chứ đừng nói đến giao tiếp. Nên họ phải tìm cách đưa Crixus ra ngoài trước. Cơ hội cuối cùng cũng đến. Batiatus cho gọi Spartacus một cuộc gặp riêng vào ban đêm và yêu cầu anh chuẩn bị cho trận đấu sau 2 ngày nữa.
Spartacus nhân cơ hội này nói rằng, vì Crixus bị thương và bị giam cầm, nên việc chiến đấu với anh trong tình trạng như vậy sẽ là vô nghĩa. Anh ta đề xuất cho Crixus ra ngoài để huấn luyện thích hợp, hứa sẽ khiến Crixus thua và chết một cách thuyết phục. Batiatus, kẻ đã đầu độc Crixus, không ngại thả anh ta ra. Spartacus sau đó yêu cầu được qua đêm với Mira trước trận đấu. Batiatus ngay lập tức đồng ý với cả hai yêu cầu của anh ấy. Spartacus muốn gặp Mira để nhờ cô ấy lặng lẽ mở cánh cổng giữa biệt thự và sân tập để tạo điều kiện cho họ trốn thoát. Cô nói sẽ mở cánh cổng, nhưng anh phải thả nòng nọc vào người cô ấy. Spartacus đáp ứng mong muốn của Mira. Ngày hôm sau, Crixus được thả thành công. Spartacus tìm thấy cơ hội để nói chuyện với Crixus về vụ vượt ngục, nhưng Crixus thẳng thừng từ chối. Vì anh không muốn mạo hiểm mạng sống của những người anh em mình để được tự do bằng một phương pháp mạo hiểm như vậy. Giờ đây, Crixus chỉ muốn sống sót và cứu Navia, người đang bị lưu đày. Spartacus nói anh đừng tin Batiatus nữa và tiết lộ nguyên nhân cái chết của Sura. Crixus tin những gì Spartacus nói, nhưng anh không đồng ý tham gia cuộc vượt ngục. Vào đêm trước trận đấu, Lucretia không thể buông bỏ những cảm xúc cũ của mình nên đã quyết định gặp Crixus lần cuối và cũng cho anh một cơ hội cuối cùng. Cô nói với Crixus rằng cô đang mang trong mình đứa con của anh, và nếu anh thừa nhận rằng tình yêu của mình không phải là Navia, thì cô ấy sẽ tha mạng cho anh. Nhưng Crixus không chịu khuất phục, anh ta kiên định bảo vệ tình yêu của mình, cho đến ngày hôm đó lễ kỷ niệm cuối cùng cũng đến. Và Batiatus đã mời nhiều quý tộc La Mã đến. Những quý tộc này đến từ những gia đình danh giá và là những người ưu tú trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu họ chết, Capua chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, trì hoãn việc truy tìm cái chết của họ. Điều này sẽ giúp họ có thời gian trốn thoát. Rất nhanh, đến lúc đấu tay đôi, Crixus chiến đấu một cách liều lĩnh trong suốt trận đấu. Spartacus liên tục cố gắng thuyết phục anh ta, nhưng Crixus phớt lờ. Spartacus buộc phải chiến đấu phòng thủ, và thậm chí có lúc anh ta còn bị Crixus hạ gục. Trong khi đó, Mira không tìm được cơ hội để mở cổng ngục tối, nên Spartacus cố tình kéo dài cuộc chiến. May mắn thay, cuộc đấu tay đôi này không có quy mô lớn và chỉ có một số lính canh có mặt. Binh lính của Glaber đều ở bên ngoài dinh thự để duy trì trật tự. Mira tìm thấy thời điểm thích hợp để lẻn ra sau người bảo vệ ngục tối và giết anh ta. Một lúc sau, Spartacus cuối cùng cũng nhìn thấy tín hiệu của Mira và bắt đầu phản công. Sau đó, Crixus mới bắt đầu cảm thấy không khỏe. Spartacus nói với Crixus rằng Batiatus đã đầu độc anh ta từ trước, với ý định giết anh ta. Nhưng làm sao Spartacus lại biết được một bí mật như vậy? Hóa ra Aurelia tình cờ nghe được Batiatus và Asu đang thảo luận về chi tiết về vụ đầu độc. Aurelia nghi ngờ rằng Varro cũng chết trong tay Spartacus sau khi bị đầu độc theo cách tương tự. Vì vậy cô tìm Spartacus để đối đầu với anh ta. Trong khi phủ nhận điều đó, Spartacus cũng tiết lộ với Aurelia rằng Numerius đã gây ra cái chết của Varro. Trên khán đài, Batiatus và các quý tộc không ngừng yêu cầu Spartacus giết Crixus. Chỉ vào lúc này, Crixus mới thực sự từ bỏ vinh quang của đấu trường đấu sĩ. Cái gọi là vinh quang chỉ là lấy mạng sống của mình để làm hài lòng người La Mã. Crixus quỳ xuống và giơ khiên lên. Đây là chiến thuật họ đã sử dụng để cùng nhau đánh bại đấu sĩ theo Coles. Spartacus nhanh chóng hiểu được ý định của Crixus và ngay lập tức nhảy lên khiên của anh ta. Anh nhảy lên và đâm chết tướng Glaber. Điều này báo hiệu sự bắt đầu của một cuộc tàn sát điên cuồng và phấn khích, chứng kiến cuộc nổi dậy của nô lệ. Giới quý tộc và khán đài vô cùng sợ hãi, chạy tán loạn về mọi hướng. Spartacus chớp lấy cơ hội đâm dữ dội về phía chủ nô lệ Batiatus. Tuy nhiên, Oenomaus bất ngờ dùng roi tóm lấy cánh tay của Spartacus, ngăn chặn cuộc tấn công của anh trong lúc họ đang bế tắc. Crixus nhảy lên và cắt dây. Lúc này, Batiatus đã nhân cơ hội trốn thoát. Spartacus nhanh chóng nhảy lên khán đài để truy đuổi ông ta. Trong khi đó, dưới sự khuyến khích của Crixus, tất cả các đấu sĩ tham gia cuộc nổi dậy bị đàn áp và bóc lột từ lâu. Cuối cùng họ cũng tìm được lối thoát cho nỗi thất vọng của mình. Họ tham gia vào một cuộc chiến chết chóc với lính canh, không có vũ khí. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sân tập ngập máu, tràn ngập tiếng la hét. Oenomaus đối đầu với Crixus, hỏi tại sao anh lại khởi xướng cuộc nổi dậy. Đến bây giờ Oenomaus mới biết về những hành động tàn ác mà Batiatus đã thực hiện ở hậu trường. Anh ném một lưỡi kiếm để giết một người lính canh và chính thức tham gia cuộc nổi dậy. Lúc này, các quý tộc đã chạy trốn vào dinh thự. Lucia Isia hét lên ra lệnh cho Euthia triệu tập những người lính của Glaber đến để hỗ trợ. Bị con cáo giả này đã thao túng từ lâu, Ilithia không thể chịu đựng được nữa và đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch độc ác để tiêu diệt mụ cáo giả. Ilithia nhốt tất cả các quý tộc bên trong dinh thự. Trong khi đó, Spartacus giết chết tất cả lính canh bên trong dinh thự, dọn đường cho các đấu sĩ. Các đấu sĩ tràn vào tàn sát bừa bãi bất kỳ quý tộc nào mà họ bắt được. Chỉ trong vài phút, toàn bộ dinh thự chìm trong biển máu, với xác chết ở khắp mọi nơi, không được mọi người chú ý. Asu lặng lẽ ẩn náu giữa các đấu sĩ đã chết và thoát chết trong gang tấc. Crixus tìm thấy Lucretia và yêu cầu được biết Navia đã bị bán ở đâu. Khi nhìn thấy Crixus đến gần,
Lucia Isia dùng đứa trẻ trong bụng cô ấy làm lá chắn. Ở một nơi khác, nô lệ Aurelia đi theo Numerius đến một góc hẻo lánh. Cô bí mật lấy một con dao gọt trái cây và giấu nó sau lưng, rồi ngập ngừng hỏi cậu rằng liệu có phải lệnh của cậu đã dẫn đến cái chết của Varro hay không. Cậu ta đáp, anh ta đáng chết. Trong suy nghĩ của Numerius, mạng sống của một nô lệ vô giá trị như ngọn cỏ. Nhưng đối với Aurelia, Varro là chồng cô ấy và là cha của hai đứa con của họ. Ngay cả khi Varro không hoàn hảo, thì anh ấy không nên trở thành một công cụ mua vui cho giới quý tộc. Aurelia tức giận đâm nhiều phát vào cậu nhỏ, bao nhiêu uất hận trả hết lên từng nhát đâm vào cậu ta. Oenomaus tìm thấy Spartacus và hỏi liệu bây giờ anh có dừng lại sau khi có quá nhiều người đã chết hay không. Spartacus trả lời rằng anh ta không bao giờ có ý định giết bất kỳ người vô tội nào. Anh ta luôn theo đuổi chỉ sau cái đầu của một người. Lúc này Batiatus đã bị bao vây bởi các đấu sĩ. Ngay sau đó, Lucretia đang phải chịu đựng cơn đau dữ dội bước tới. Batiatus cố gắng chống cự, nhưng làm sao ông có thể là đối thủ của Spartacus? Batiatus sau đó hướng tới người trung thành nhất của mình là Oenomaus. Nhưng khi tội ác giờ đây đã bị vạch trần, người có lương tâm nào sẽ tiếp tục phục vụ ông ta được nữa? Batiatus cam chịu số phận của mình. Anh nói với Spartacus rằng chính ông là người đã tạo ra anh ta. Người đã biến anh ta thành nhà vô địch của Capua. Và nếu không có ông ấy thì sẽ không có Spartacus như ngày nay. Nhưng ngay cả bây giờ, ông ta cũng không hiểu rằng nô lệ không phải là lợn hay chó. Mà họ là những con người có cảm xúc và suy nghĩ. Cuối cùng họ đã bước ra khỏi cái lồng của mình. Nhưng với việc toàn bộ nơi đây bị che phủ dưới cái bóng của chế độ nô lệ, thì họ sẽ đi đâu từ đây? Spartacus phát biểu đầy nhiệt huyết. Và từ bây giờ, cuộc nổi dậy của những nô lệ vùng Rome chính thức bắt đầu. Cảnh quay này đã kết thúc mùa 1 mất rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào mùa 2. Bye bye cả nhà.